Chào mọi người, nay mình có một cái con máy cắt cỏ ba lô rất là lớn nhá. Con này thì này, piston của nó là 44 ly và 52cc. Anh chị em nào mà đang muốn dùng một con máy lớn mà sử dụng kiểu như là nhiều công năng ấy, thì có thể là đánh cước được, đánh dao được và có thể là gắn thêm một cái bộ dàn sới này. Nguyên cái bộ dàn sới này là mọi người thấy là nguyên cái bộ này là 1 triệu mấy đấy. Mọi người mua là 1 triệu mấy một bộ này. Bộ này thì còn rất là đẹp nhá, răng này. Mọi người thấy không? Đây là cái bộ này thì khách đổi một con máy Estin chính hãng. Thì anh này anh ấy để lại cho mình là giá 1,8 triệu. Thì mình đang bán cho anh em là giá là 2 triệu nhá. Rất là rẻ luôn. Nếu như mà khi mà mọi người đi mua thì nguyên cái bộ này không là đã hơn 1 triệu rồi. Tầm cỡ 1,4 triệu đấy. Đấy. Nguyên một bộ này là đã 1,4 triệu rồi. Thì trong khi đó bây giờ mọi người mua con này là có nguyên cả đầu ba lô, đầu và cần dây ba lô đầy đủ hết nhá. Mình mới vệ sinh. Nói chung là cái con máy này thì người ta dùng không có nhiều. Người ta nói là dùng mới được 2-3 ngày gì đó. Do là nặng quá cái đầu kia. Ông ấy nhỏ con, ông ấy cầm không được. Đây mọi người thấy không? Còn khi mà đánh cước thì mọi người thấy là khi đánh cước thì cái đá sỏi nó sẽ văng vào cần, thì nó sẽ rỗ hết cái cần này lên. Nếu mà ai đã từng làm máy cắt cỏ thì sẽ biết. Nhưng mà đây con này thì cái cần nó còn nguyên si đấy mọi người. Đó. Rất là xài rất là ít, cuối cùng là nặng quá bỏ. Bỏ đâu khoảng tầm 2 năm giờ mới bắt đầu đi mua một cái con máy khác nhẹ hơn, máy cần. Thì anh chị em nào mà có nhu cầu sử dụng cái con máy này thì cứ liên hệ mình nhá. Con này là 52cc. Đấy, 52cc đây mọi người thấy này. Vinagreen này. Máy cắt cỏ. Đấy. 44 ly đây mọi người. Đấy. Tự hào Việt Nam. Đấy. Mọi người thấy không? Bây giờ thì mình sẽ nổ máy lên nhá. Cái con máy này thì hơi hám còn rất là chắc nhá. Hơi hám rất là chắc. Và bây giờ mình sẽ nổ máy lên nhá. Giật nổ giúp anh nhé. Cước đập rất là ghê nha. Lên ga xuống ga. Tắt máy thì nó sẽ có hệ thống công tắc ở trên này nhá. Hệ thống công tắc đây. Đó, mọi người nhấn vào đây là nó sẽ tắt máy. Đây, nguyên bộ tay cầm hết, còn nguyên si nguyên bản hết. Ở đây nó có tuốt một tí ở đây này. Không ảnh hưởng nhá. Bộ dây dây cáp còn nguyên si nguyên bản hết. Rất là đẹp. Đó. Mọi người muốn gỡ cái này ra thì mọi người chỉ cần rút cái chốt này. Rút cái chốt này là ra. Dòng này là piston 44 ly nhá mọi người. Đó. Rồi đẩy vào lại đi. Piston là 44 ly. Đó, phải xoay đây một tí này. Đó. Nó lọt vào. Piston là 44 ly và 52cc. Vừa to vừa rẻ mà lại có nguyên cả cái bộ đầu này. Thì nếu như mà mọi người cái con này ấy, được một cái hay là nếu như mọi người đang có một cái cần nhá. Đang có một cái cần thì mọi người có thể là tháo bốn con ốc này ra. Tháo bốn con ốc này ra và gắn nguyên cái cần vào. Và nếu như ai mà muốn mua thêm một cái bộ cần thì mình cũng có luôn cho anh em luôn. Bộ cần cũ đã qua sử dụng cũng có luôn. Thì bộ này thì mình đang bán cho anh em với giá là 2 triệu nhá. Đây mình thu 1,8 triệu mình bán 2 triệu thôi, kiếm 200 ngàn thôi. Đó là chân chia sẻ chân tình cùng anh em. Còn bây giờ nếu mà mọi người mua cái bộ như thế này ấy, thì đâu đó hình như là ông này ông mua là 4 triệu mấy. 4 triệu mấy là một bộ như thế này luôn. Anh em nào mà mua thì trên kia nó cũng có cái ổ cước sẵn rồi. Thì mình sẽ đấy, anh em xác định là mình sẽ gửi hết cho anh em như này. Tặng kèm cho anh em một cái đầu mở buji và đó cũng là cái đầu mở lưỡi cước luôn, ổ cước luôn. Rồi, giá 2 triệu chưa bao gồm phí vận chuyển nhá. Phí vận chuyển con này nó khoảng tầm cỡ 100.000 đấy nhỉ. Cứ cho tính khoảng tầm 100.000. Tại đồ nó cũng khá là cồng kềnh, nó khá là nặng nhỉ. Mình cứ tạm tính 100.000.
còn có thể là lên 101, 102 gì đó thì khoảng khoảng đó thôi. Đó. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ nhé. Số điện thoại của mình là 0947 207 718. Mình bao cho anh em là nòng bít tông còn nguyên như mới. Đó. Dây ống còn đầy đủ là chưa có bị nứt gãy bể vỡ gì hết. Đó, từ có ổ cước. Máy hoạt động hoàn hảo nhé. Ở đây, đây có cái này. Có cái này thì chắc có lẽ mình sẽ gắn thêm cái con ốc ở đây cho anh em. Rồi, cái con này thì được cái là đồ đạc của nó dễ thay nhé. Rất là dễ thay thế sửa chữa nhé. Hàng có bán mới mà nhé. Rồi, chào mọi người nhé.